Vâng, xin chào tất cả các bạn nha. Chào tất cả các anh chị em Thảo Mai đồng nghiệp luôn nè. Hôm nay mình quay lại mình làm cái video, mình chia sẻ thêm một cái mẫu đồ bộ nữa nha. Thì do hổng gài á, mình sức khỏe của mình cũng không có được tốt á, nên mình không có làm cái video chia sẻ hướng dẫn những cái mẫu mới. Thì hôm nay thì mình quay lại mình chia sẻ những mẫu mới nha. Thì mình quay lại mình chia sẻ video thì mình cũng mong là các anh chị em Thảo Mai đồng nghiệp nè, cũng như là những bạn mà đang học mai theo dõi kênh của mình á, thì cũng ủng hộ mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một cái mẫu áo cổ nghiêng giặt lợt ha. Cái mẫu này thì mình sẽ cắt trên giấy gặp, do mình phát triển mẫu á, thì mình cắt trên vải nó sẽ hao vải, thì mình sẽ cắt trên giấy gặp như vậy nha. Thân áo cơ bản thì mình cắt sẵn rồi, thì cái video mà hướng dẫn làm thân áo cơ bản á, mình sẽ để dưới cái phần mô tả để các bạn cứ nhấp vào xem ha, mình không có hướng dẫn lại. Đây là thân trước và thân sau. Thì đầu tiên mình sẽ vẽ cái phần cổ áo của thân trước nha. Thì đây là mẫu cổ nghiêng thì mình sẽ phát triển cổ nghiêng thôi, một bên là quai, một bên là vai ha. Đây là cái áo đó, nó có cái phần vai đầy đủ. Bây giờ mình may lại thành tay liền á, một bên quai một bên tay liền á, là mình sẽ vẽ cổ lại nha, chứ không có để như vậy. Vẽ cổ và cái nách áo lại luôn. Thì ngang cổ ở đây mình sẽ lấy là 8,5. Mẫu này size M nha, các bạn lưu ý nha, size M. Ngang cổ nè, ngang cổ mình sẽ lấy 8,5. Rồi hạ sâu cổ mình vẽ cơ bản 12 cm. Rồi ở dưới này mình lấy là 7,7 cm ha, 7 cm đến 7,5, từ 7 đến 7,5 tùy theo các bạn thích cái phần cổ nó lệch như thế nào thôi. Thì ở trên cái phần vai mình sẽ lấy cái độ lớn của vai là 5 cm để mình vẽ lại cái phần vai nha. Đó, khi mình vẽ lại cái phần vai này nè, mình sẽ đánh cái phần nách lại, mình cắt bỏ trực tiếp cái phần nách này trước tiên. Khi mình vẽ cổ thì các bạn sang cổ bên đây luôn nha. Mở cổ áo ra. Phần cổ bên đây nè, bạn mình sẽ đánh cho nó có cái góc nó hơi bầu á. Đây mình sẽ đặt cái kỹ thuật mình đánh cho nó hơi bầu, nó nghiêng qua từ từ. Kéo như vậy. Bên đây mình sẽ may quay nha, mình sẽ kéo cho nó qua bên đây nè. Vừa tới mí nách mình thôi nha. Ở đây mình cũng lưu ý nha, các bạn kéo như vậy nè, đặt cái phần thước kéo qua như vậy nè. Thì mình cũng không phải là thợ chuyên nghiệp gì, thì mình phát triển những cái mẫu áo như thế nào thì mình chia sẻ lại cho các bạn cùng xem tham khảo thôi, chứ mình không có phải thợ chuyên nghiệp lắm ha. Vẽ cái phần cổ ở đây. Ở đây để làm gì? Ở đây để mình gia cái phần quai nè. Cái phần quai thì mình cũng vẽ bản quai là cái bản quai bi lớn đó, thì mình vẽ cái bản quai bi lớn luôn nha, 5 cm. Đó, nó có hình thức như vậy. Giờ mình sẽ tiến hành mình cắt đây nè. Cổ áo nó nghiêng một bên như vậy. Ở
phần trên đây nó có cái đường may 1 cm, mình cắt bỏ luôn nha. Này là quay trước, mình đánh dấu ha, cái điểm này để mình cho quay nè. Rồi mình cũng cắt cái phần cổ sau tương tự như vậy. Thì ở đây các bạn lưu ý nha, cái phần cổ sau và cổ trước đó mình cắt đối diện với nhau, mình đặt lên mình cắt đối diện với nhau. Ví dụ như vậy nè, mình sẽ lấy ngang cổ đồ rồi mình vẽ đúng đối diện là như vậy. Bây giờ mình vẽ nè, nếu như mà mình cắt á, nhiều khi mình sơ xuất á là có thể là cái phần vai nó sẽ nằm ngược qua đây. Bởi vì mình cũng lưu ý ha, khi mình vẽ quay á là mình quay một bên, vai một bên, thì mình cũng lưu ý cái cách cắt của mình ha, cái cách tạo kiểu đó. Thì thân sau mình lấy cổ á, ngang cổ thân sau cũng 8,5 luôn. Hạ sâu cổ thì mình có thể hạ sâu tùy thích, ở đây mình hạ 16 nha. Nếu mà khách thích màu đen á thì mình sẽ hạ sâu vô cổ phía dưới này là 7,5 giống như cổ trước. Cái phần bản vai mình cũng lấy 5 cm nè, ở đây là cái đường ngăn kích của mình nè. Mình sẽ vẽ xuống. Mình cắt bỏ cái phần nách trước tiên. Cắt cho cái phần nách nó êm ra nha. Thì cũng như cái phần thân trước thì mình sẽ vẽ cái phần mực qua cái phần lớp dưới của cái phần thân áo này nha, để mình vẽ cổ á. Rồi mình mở nó ra. Đó, khi mình mở ra thì mình lưu ý nè. Đây, ví dụ đây là bề trái mình có vẽ. Để ở đây thân trước cũng là bề trái mình có vẽ luôn. Cái bề mình không vẽ mực á là bề phải. Bây giờ mình đặt lên như vậy. Đó, đây là cái lưu ý nha. Đó, mình đặt làm sao như vậy, tức là mình sẽ vẽ cái phần cổ lệch về bên đây. Để thôi, nếu mình vẽ lệch bên đây luôn nó sẽ chéo ha, bên đây vai, bên đây quay thì nó sẽ sai ha. Mình vẽ cái phần cổ lệch về bên đây. Mình đặt cho nó êm qua, nó đừng có góc nhọn gì hết nha, nó đừng bị khớp á. Đây mình vẽ thẳng xuống đây, quay 5 cm thì mình vẽ xuống 5 cm như vậy. Thân sau thì mình phải không có tạo kiểu ha, để cái phần cổ áo bình thường thôi. Thân trước mình mới tạo kiểu. Rồi cái phần quay này mình cắt thẳng luôn. Cắt cái phần vai này bỏ đi. Cái này là thân sau. Giờ mình sẽ quay lại cái phần quay áo của thân sau và thân trước nha, để mình xác định được cái chiều dài của cái phần quay áo của mình. À, đây là cái phần quay áo của mình. Mình đã cắt bỏ cái đường gấp vai ha. Bây giờ mình sẽ đo. Đo cái độ dài. Cái này quay sau. Ở đây mình được 19. Quay sau 19 nè. Quay trước là 15. Mình sẽ cộng chung lại với nhau nha, 19 mình cộng cho 15. Dài quay của mình sẽ được là 34 cm. Các bạn ghi nhớ cái dài quay ha, 34 cm. Rồi cái phần thân sau thì mình đặt lên trên cái phần vải rồi mình cắt giống như vậy thôi. Còn cái phần thân trước mình sẽ phát triển mẫu nè. Cái phần thân trước mình sẽ phát triển cái mẫu để mình cho cái phần vạt áo nó lệch á. Thì ở đây mình làm dấu cái điểm này, ngay cái điểm trao quay nè, là điểm thứ nhất ha.
Rồi cái điểm này là cái điểm giữa của phần thân áo, mình sẽ lấy ngược qua đây 5 cm nè. Từ giữa của thân áo lấy qua đây 5 cm. Điểm này là ngay cái điểm chao quay ha, gọng cổ của mình. Mình sẽ gạch xéo xong. Giờ mình cắt ra. Thân này thì mình sẽ cắt lại cái phần khác, mình đặt lên vải, mình sẽ chừa đường may, mình hướng dẫn sau mình sẽ phát triển cái thân lớn nha. Thì ở đây á, mình có cái lưu ý nha. Cái phần thân nhỏ này, cái vạt áo nó sẽ ngắn hơn so với cái phần thân lớn, thì mình sẽ cắt cái vạt ngang. Ở đây mình cắt ngang. Cắt đây lên đây là 3 cm, mình cắt bỏ ha, cắt bỏ cái phần thọt này, cái phần bầu này là mình cắt ngang luôn, bỏ ngang nó qua đây luôn. Đó, như vậy nha. Rồi, đối với cái mẫu áo này là mình sẽ tạo những cái đường ly thẳng như vậy, ly ship lên đây. Thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần bên, mình giảm bỏ cái phần bên trực tiếp luôn nha. Giờ mình sẽ đặt nó vô đây, mình giảm bỏ cái phần bên trực tiếp luôn nè, cho các bạn xem ha. Mình giảm bên bỏ để mình cho cái phần thân trước nó ôm. Thì ở đây cái phần tùng áo là mình sẽ lấy vô đây là 1 cm nha. Cái phần eo mình sẽ lấy là 2 cm. Mình vẽ ở đây, mình vẽ cho cái phần eo nó ôm vô. Tại vì mình không nhấn ben là mình sẽ vẽ bỏ cái phần ben đó ha. Mình cắt nha. Trên kích thì mình giữ nguyên nha. Để cho cái thân nó ôm thì nó mới đẹp. Rồi, mình bỏ cái phần này là mình sẽ không có nhấn ben cái phần thân trước nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tạo những cái đường ly như vậy. Mình cho cái phần ly nó ship đi xéo lên á, thì mình sẽ cắt gã ở đây. Cm nha. Khoảng cách giữa các ly là 4 cm. Đây, ở đây mình sẽ đánh dấu thứ tự là 1 nè, 2, 3, 4 và 5. 5 cái điểm ship ly của mình ha. Thì cái khoảng cách này nè, cái khoảng cách này là 4 cm. Còn cái khoảng cách bên đây là 1 cm. Để mình cắt mở ra. Giờ mình dùng kéo mình cắt mở những cái đường này ra. Mình cắt ra thì mình mới tạo những cái đường ly mình xếp được chứ. Còn mình để dễ mình cắt. Mình cắt trừ hao với cái phần lai này nè. Là khi mình xếp ly nó không có đẹp nha. Mình phải phát triển cái phần thân này ra như vậy. Thì mình xếp ly nó mới đẹp. Đó. Đấy. Bạn thấy không? Mình mới cắt thôi. Nó đã tự mở ra như vậy rồi. Mình cắt xong cái nó tự mở nó ra. Đó nó bung ra. Mình sẽ cho nó mở ra đều hết nha, khoảng cách mở là 3 cm. Bây giờ mình sẽ đặt lên cái phần giấy khác để mình dán nó lại. Mình đặt lên cái phần giấy khác để dễ nhìn nha. Đó, mình mở nó ra như vậy. Bây giờ mình sẽ cố định những cái này lại. Mình dùng keo mình cố định nó ha. Ở trên băng keo trắng là mình sử dụng băng keo vàng nha. Chai của mình á, mình mua băng keo trắng về để hướng dẫn làm gập á. Nít mà nó thấy rồi nó lấy nó chơi cũng hết cả nhà thông cảm nha.
Thôi chị, mình có gì mình sử dụng đó. Tại vì ở đây mình sử dụng trên gạch thôi, chứ không phải trên đồ của Pháp, nên mình cũng không có lo lắng gì ha. Mình dán cho nó cố định là được rồi. Giờ mình dán cho nó cố định như vậy đi. Rồi mình sẽ xếp ly nó nè. Bây giờ mình quyết định mình xếp cho nó đi lên như vậy. Rồi mình sẽ xếp quay lên. Còn ly xuống thì cho nó quay xuống nha. Keo vàng thì mình dán vô nhìn nó mất thẩm mỹ, nhưng mà thì đại khái mình làm trên gạch thôi, các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Chưa có, nhà cũng xa chợ, chưa có kịp mua cái phần cái keo trong. Thì có con nhỏ thì mấy chị em nhiều khi cũng thông cảm. Nhiều lúc á, cái đồ của mình mua mình xài á, mình chưa có kịp xài nó thì con mình á, nó lấy nó chơi hết rồi. Con mình á, thì nó không có đi ra ngoài, mặc dù ở ruộng á, nhưng mà nó không có ra ngoài, nó dọc sình hay nó chơi ngoài trời. Nó ít chơi ngoài trời lắm, nó chơi trong nhà không à. Nhất là mấy cái đồ nghề của mình á, nó hay, nhất là keo nè, nó hay lấy để nó chế đồ, nó dán này kia, thành ra nó mới hết nha. Nhận đây đi, mình xếp lên như vậy. Xếp xong rồi mình cắt nó ra đó như vậy. Đó. Rồi cái phần này nè, mình cắt bỏ nè. Còn thừa thì mình cứ cắt bỏ, không có cần chừa lại làm gì ha. Rồi. Cái mọc của nó như vậy. Còn ở dưới cái phần giặt áo á, thì mình sẽ cho nó lệch ra, thì mình sẽ đưa cho thêm một cái đoạn như vậy. Mình dán nó vô đây. Rồi mình sẽ lấy xuống đây là 3 cm nè, cho cái giặt nó lệch xuống 3 cm ha. Rồi như vậy là xong cái phần tàu kiểu nha. Rồi bây giờ mình chỉ đặt lên vải rồi mình cắt theo thôi. Bây giờ mình sẽ đặt cái phần thân lớn lên mình cắt trước nha. Mình kéo nó ra như vậy. Cái phần thân lớn này thì mình chỉ việc mình cắt theo giống như vậy thôi. Mình cắt y chang như vậy, không có thêm chỗ nào nữa hết nha. Rồi mình cắt ra như vậy. Mình sẽ tiến hành mình sang dấu những cái đường ly này qua bên phần vải nha. Phần cắt thì nó đơn giản, mình cắt theo cái gạch thì mình không có quay ha. Mình cắt xong mình quay để tránh mất cái thời gian để cái video của mình nó quá dài. Theo dõi cũng không có tiện lắm ha. Bây giờ mình sẽ làm dấu.
Rồi khi mình sang dấu những cái đường phóng ly đó qua xong rồi, mình cũng nhớ mình sang qua cái bề phải của thân áo nha. Rồi như vậy là xong cái phần thân lớn nè. Bây giờ mình cắt cái phần thân nhỏ. Thân nhỏ thì mình có chừa đường may nha. Thì ở đây mình cũng lưu ý nha, cái phần thân lớn mình cắt như vậy thì cái phần thân nhỏ làm sao phải đưa cho nó vô nó khớp nha, chứ không phải mình muốn đặt làm sao đặt như vậy, mình đưa vô bền vậy. Rồi cái phần cổ áo của thân lớn, đây là cái phần thân đút vô rồi mình xếp ly lên đó, mình đưa nó vô đúng với cái vị trí như vậy luôn, đúng với cái hướng này. Rồi mình đặt vô đây. Thì ở đây cái phần thân nhỏ mình cũng cắt theo gạch, nhưng có một cái lưu ý nha, chừa đường may. Thì thân nhỏ mình sẽ chừa cái đường may, mình đặt cái phần thân lên như vậy, chừa cái đường may qua đây. Ở đây mình sẽ chừa đường may 3 cm đó, mình chừa dư ra như vậy, chừa đúng 3 cm rồi cái mình cắt ra. Cái mẫu này thì nó cũng tương đối dễ ha. Cái phần giấy gặp nó cứng, còn cái phần vải thì nó mềm nên mình cắt nó hay bị lợn. Cũng vịn cái phần giấy gặp lại cho nó chắc ha, để nhiều khi mình cắt nó bị lợt đó, không có đẹp ha. Nè, cái số vải rồi nó không có ngay á, mình phải chỉnh chu nó lại nè, chứ không phải mình đặt mình cắt theo cái gặp cái nó hay bị cong, nó không có được thẳng ha. Đặt lên như vậy. Rồi cái phần mình chừa đường may nè, mình sang dấu qua nha, nhớ sang dấu qua cái bề phải nè, để hôm đặt lên mình biết ngay cái đường phấn đó đó. Rồi như vậy là xong cái phần thân nhỏ. Tiếp tục á, là mình sẽ cắt cái phần dải viền. Thì ở đây mình sẽ phối cái phần quai á, là cái độ dài của quai á, là nãy mình tính là 34 cm á, thì bây giờ mình sẽ cắt 34 cm nha. Quai áo thì mình cắt vẫy xuôi để tránh cái tình trạng cái quai nó giãn nhiều quá. 34 thì mình sẽ cắt là 36 nè, để mình trừ hao mỗi bên mình đút vô hết một sen rồi. Cái phần quai này nè, mình may mình có thể mình da giảm ha, thì khách thích cái cổ hơi cao thì mình nó kéo nó lên, mình cắt độ lớn 3 cm thôi. Mặc dù mình chừa cái phần quai là 5 cm á ban đầu á, nhưng mà mình cắt quay mình chỉ cắt 3 cm thì cái mình may mình lộn lại, tại vì mình may cái phần gen chồng lên tạo kiểu xếp ly á, thì cái phần gen nó sẽ phủ ra. Ở đây mình sẽ phối cái phần gen màu đen, mình may cái đường may chạy thẳng đây, rồi cái mình lộn cái phần quay qua. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gáp luôn nha. Cách gáp thôi thì thân sau mình đặt về mình nhấn men bình thường đi, rồi mình không có nói tới ha. Thì mình cắt vải viền. Vải viền á thì mình cắt cái vải viền là 3 cm đó, mình viền 1 cm đây. Rồi cái phần thân áo nè, thân nhỏ thân lớn, thì bây giờ cái đường này nè, cái đường mà mình xếp ly này nè để mình gấp lên đây, thì mình sẽ xe lai nó nha, hay còn gọi là cuốn biên, cuốn màu đen. Ở đây mình chưa cuốn, mình chỉ hướng dẫn trước thôi. Đây, gì? Mình kéo nó lên đây. Mình xếp ly nó lên. Thì mình chừa bao nhiêu thì mình xếp bấy nhiêu thôi nha, cho nó khớp với cái phần mà mình đã chừa. Chứ không phải là mình muốn xếp bao nhiêu cũng được nha. Mình xếp cho cái ly nó đều với nhau. Mình chừa thì mình xếp làm sao mà cho nó khớp vô cái phần ly áo của mình thì nó mới đẹp nha, chứ không phải mình xếp đại khái đâu. Phần bên đây thì mình giữ thẳng nè, mình không có xếp gì hết nha. Mình đưa cái này phần này vô. Mình chưa mình mở cái phần ly á là 3 cm, thì bây giờ mình xếp lại 1,5 nè. Gấp đôi lại 1,5.
mình cứ xếp theo cái đường phấn này thôi, đúng 1,5. Đó, mình kéo nó ra như vậy. Mình dời cái này phần cổ áo của mình, nó có hình thức như vậy ha. Cái này thì mình cuốn biên rồi mình đạp cho nó dính xuống đây thôi, dính xuống đây nè một đoạn. Các bạn thích thả ra thì thả ra, còn mình không thích đó thì mình có thể mình dằn cho nó dính vô luôn. Thì cái phần lai thì nó sẽ lệch nè, cái phần giặt áo nó sẽ lệch ha. Thì ban đầu mình vẽ cái vật lệch đó, thì bây giờ mình lên lai, lên lai ở đây 3 cm. Mình sẽ chuyển máy xuống dưới nha. Ở đây mình vẽ lên 3 cm à. Cái phần lai đây mình cũng vẽ lên 3 cm. Đó. Nó lệch cũng không nhiều, khoảng 4 cm thôi nha. Các bạn lưu ý nha, mình không có cho lệch nhiều quá. Rồi cái phần quay, thì mình may đường 5 ly rồi mình lộn ra nha. Mình đặt vô đúng cái vị trí này. Thì lúc mình cắt mình gã ra đó, thì mình cắt ngay chân cái chỗ mình cho quay, và cái quay áo mình cũng để vô ngay chân chỗ này. Đó. Mình sẽ sử dụng ghen, mình đặt lên đây. Đây. Đó. Làm cái hoa, ở trên cái phần vai của mình ha. Quay áo, cái quay áo của mình. Bây giờ thân sau mình bẻ xuống, đó. Cái phần quay áo nó có hình thức như vậy. Viền á, thì mình sử dụng dải đen mình viền, viền cổ rồi viền cái phần nách luôn như vậy ha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn á, hoàn thành cái mẫu áo này nha. Thì các bạn xem á, có cái phần nào mà thắc mắc hoặc là không hiểu hay là muốn góp ý để cho mình hoàn thiện hơn á, thì các bạn cứ bình luận dưới cái phần bình luận của video ha. Mình sẽ cố gắng khắc phục để cho ra những cái video chia sẻ những cái mẫu mới á, hay hơn, bổ ích hơn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.